Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel của Lato AZ và mình là Hoàng Vâu. Có thể nhiều anh em ở đây đã biết chúng mình qua những video đánh giá về những chiếc laptop gaming. Thế nhưng mà khi anh em mua laptop gaming rồi, chơi game gì thì lại không ai nói. Và bản thân mình là một người rất yêu game, cho nên điều này làm mình khá là trăn trở trong một thời gian. Và chúng ta đang bước sang giai đoạn của những dịp nghỉ lễ. Và với những anh em FA như mình, trong những ngày này thì ngoài chơi game ra cũng chỉ biết chơi game để cho vơi đi nỗi buồn thôi. Quay trở lại vấn đề chính. Ngoài những tựa game eSports đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay thì ngoài kia vẫn còn rất nhiều những tựa game 3A bom tấn khác mà có thể anh em chưa chơi hoặc biết rồi nhưng anh em chưa từng trải nghiệm trên chính chiếc laptop của mình. Chính vì thế trong video này mình xin giới thiệu cho anh em top những tựa game theo mình là đáng chơi nhất trong mùa nghỉ lễ 2021. Và nếu như anh em đang quan tâm những chiếc laptop gaming thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video để cho anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và mình biết anh em đã sẵn sàng cho video này rồi. Vậy thì còn chờ gì nữa, bắt đầu video nào. Với một người hay sử dụng laptop gaming để học tập như mình thì có ít nhất là 3 thể loại game mà mình yêu thích. Đầu tiên có thể kể đến là thể loại game thế giới mở, thứ hai là hành động chặt chém và thứ ba là bắn súng có nhiều chuyện nhất. Với thể loại game thế giới mở thì ngoài những tựa game đỉnh đám như là GTA 5, Minecraft, Genshin Impact được anh em game thủ hay những streamer trên khắp thế giới yêu mến thì dưới đây là hai tựa game thế giới mở vừa mới và vừa cũ xuất sắc không kém những người tiền nhiệm trên. Và cái tên đầu tiên không thể không nhắc đến đó chính là Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 là một tựa game được phát triển bởi CD Projekt, cha đẻ của dòng game hành động nhập vai nổi tiếng The Witcher. Với 7 năm phát triển ròng rã, có thể nói đây là một tựa game bom tấn được mong chờ bậc nhất trong năm 2020. Ngoài những cơ chế hành động được học hỏi từ rất nhiều những tựa game khác như là GTA, Watch Dogs hay là đàn anh The Witcher, Cyberpunk 2077 còn mang đến một thế giới rộng lớn với bối cảnh tương lai đầy màu sắc huyền ảo, mang lại cho chúng ta những góc nhìn thực tế nhất và cũng đẹp tối nhất trong kỷ nguyên công nghệ cao. Với cảm quan cá nhân của mình, đồ họa của tựa game này khá đẹp trên những máy có cấu hình tầm trung, đặc biệt là đồ họa sẽ còn sống động hơn khi thiết lập ở chế độ Ray Tracing trên các dòng card đồ họa RTX. Lối chơi của game cảm giác vừa quen vừa lạ khi kết hợp nhiều cơ chế của các tựa game nổi tiếng trước đó, cho nên bản thân mình không mất quá nhiều thời gian để làm quen. Tuy ban đầu gặp phải khá nhiều lỗi rất trời ơi đất hỡi đến chủ yếu từ NPC game hay hiện tượng tụt FPS trên những setting cao, nhưng ngay sau đó hãng đã tung ra những bản vá lỗi để cải thiện những tình trạng trên. Là một tựa game bom tấn vào cuối năm 2020 nên có thể nói Cyberpunk 2077 cũng yêu cầu một cấu hình phải nói là khá khủng khiếp. Ở trên laptop, với những cấu hình có thể gọi là chơi được, anh em nên sở hữu cho mình những chiếc máy trang bị Core i5-10300H hay Ryzen 5 tương đương cùng các GTX 1650 trở lên. Và đặc biệt, anh em nên lưu ý phải nâng cấp lên 16GB RAM. Có thể kể đến những mẫu máy có cấu hình tương tự như Acer Nitro 5-2020, Lenovo IdeaPad Gaming 3, TUF A15. Ở những chiếc máy này, cấu hình anh em có thể chơi được ở setting low với 30fps. Ở setting cao hơn và có hỗ trợ Ray Tracing, anh em sẽ phải sở hữu cho mình những chiếc laptop sử dụng card đồ họa dòng RTX. Có thể kể đến các mẫu máy như Helios 300, Dell G7 7790, Asus G512 hay Legion 5. Tựa game thứ hai mình muốn giới thiệu cho anh em cũng là thể loại thế giới mở, tuy nhiên sẽ dành cho những anh em yêu thích tốc độ. Và cái tên không còn quá xa lạ với anh em game thủ, đó chính là tựa game Need for Speed Payback. Need for Speed Payback là một tựa game đua xe thế giới mở được phát triển bởi Ghost Game và phát hành bởi Electronic Arts vào năm 2017. Đây là phần thứ 23 thuộc dòng series game đua xe Need for Speed nổi tiếng. Tuy đã ra mắt được 3 năm, nhưng có thể nói Need for Speed Payback vẫn mang lại một trải nghiệm đua xe rất dễ làm quen. Nó không đòi hỏi anh em phải có một trình độ đua xe của những tay đua thực thụ như trong Gran Turismo hay là Forza. Mọi thao tác trong Need for Speed Payback đều rất đơn giản và đó là thứ khiến cho Need for Speed dành cho tất cả mọi người. Là nơi cho anh em thể hiện những pha bỏ cua cực gắt mà ngoài đời ít ai đã làm thử. Theo cảm quan cá nhân của mình, đồ họa có thể nói chưa thực sự xuất sắc. Tuy nhiên bù lại thiết kế bối cảnh trong game lại rất rộng lớn. Cùng với đó cốt truyện cũng rất hấp dẫn và những nhiệm vụ ẩn như tìm và lắp ráp những chiếc xe xịn được giải rác trên khắp bản đồ. Hơn nữa, việc điều khiển trong game cũng cực kỳ là dễ dàng. Những anh em mới tiếp xúc với thể loại game đua xe hoàn toàn rất dễ tiếp cận. Cùng với đó là những màn rượt đuổi trong game cực kỳ là bắt mắt như một bộ phim Hollywood. Và mình tin chắc rằng đại đa số anh em sẽ không thể bỏ qua tựa game này. Như anh em có thể thấy ở trên màn hình, đây là một tựa game tuy cũ nhưng vẫn vốn cấu hình khá nhiều. Và để chơi tốt tựa game này trên laptop, anh em nên lựa chọn cho mình những chiếc máy tính chip Intel dòng H thế hệ thứ 9 cùng card GTX 1650 trở lên. Tuy rằng mức cấu hình khuyến nghị chỉ cần 8GB RAM, nhưng thực tế khi chơi game đã ăn đến hơn 11GB RAM, cho nên anh em hãy đừng chần chừ mà nâng cấp ngay nếu muốn chơi tựa game này. Ngoài ra, nếu anh em đang sở hữu một chiếc laptop có màn hình tần số quét cao thì đó cũng sẽ là một trải nghiệm mượt mà và đã mắt nhất.
Thể loại thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho anh em đó là thể loại game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Có thể nói thể loại này khá là phổ biến trên thị trường hiện nay và có thể kể đến những cái tên đình đám như là CSGO, Valorant hay là Aspect Dragon. Và hai cái tên tiếp theo mình muốn giới thiệu cho anh em chắc chắn sẽ làm cho anh em cực kỳ thích thú. Và tựa game thứ ba đó chính là Doom Eternal. Là phiên bản thứ 5 của series game Doom đỉnh đám, Doom Eternal là một tựa game bắn súng tốc độ cao được phát triển bởi ID Software và ra mắt vào tháng 3 vừa qua. Với những trang bị vũ khí vô cùng hiện đại và đầy mạnh mẽ, anh em sẽ được hóa thân vào một Slayer đi tiêu diệt quỷ và có thể tùy ý lựa chọn cách chiến đấu cho riêng mình. Trong game, anh em có thể sử dụng những vũ khí tầm xa để cấu rỉa và hạ gục kẻ địch, hay hạ gục đám đông quỷ giữ bằng những khẩu shotgun uy lực cực mạnh. Ngoài ra, chất chơi hơn, anh em còn có thể thực hiện những pha combo kết liễu bằng những trang bị cận chiến trông cực kỳ đã mắt. Những pha hành động trong Doom Eternal đều được bổ sung những hiệu ứng đầy thú vị, giúp tránh đi sự nhàm chán cũng như giúp cho trò chơi tuy thêm phần bạo lực nhưng lại trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Dù không đáp lại được nhiều kỳ vọng của fan hâm mộ trên toàn thế giới, nhưng vào ngày 11 tháng 12 vừa qua, Doom Eternal bất ngờ giành được giải tựa game bắn súng của năm do Game Awards 2020 của Mỹ bình chọn. Theo cảm quan cá nhân của mình, đồ họa trong game là cực kỳ bắt mắt, bối cảnh hoành tráng và có phần hơi mong me rùng rợn, có lẽ sẽ phù hợp với những anh em thích những tựa game kinh dị hơn. Ngoài ra thì cảm giác bắn súng cũng cực kỳ đã tay, tuy được phân làm nhiều độ khó khác nhau, nhưng với kho vũ khí được trang bị với số lượng rất sông sênh, cho nên những thử thách không quá khó với những anh em mới chơi. Tuy rằng chưa thể bằng người tiền nhiệm Doom 2016 về nhiều mặt, nhưng tự chung lại trải nghiệm trên Doom Eternal là cực kỳ kích thích với phần âm nhạc được làm khá tốt, cùng tiết tấu cực kỳ dồn dập, nên đây có lẽ sẽ là một tựa game rất đáng chơi cho anh em yêu thích thể loại game bắn súng. Như anh em có thể thấy ở trên màn hình thì cấu hình của tựa game này đòi hỏi khá cao. Tuy nhiên mình đã thử nghiệm trên chiếc HP Pavilion 15 Gaming với chip i5 thế hệ thứ 9, KGTX 1650 với setting medium và khung hình cho ra vẫn trên 60fps. Mặc dù chất lượng hiển thị cho ra có thể không bằng những option cao hơn, tuy nhiên nếu anh em có trang bị cấu hình tương tự thì hoàn toàn có thể chơi một tựa game này. Ngoài ra, tựa game sử dụng nền tảng đồ họa Vulkan hỗ trợ rất tốt cho các đồ họa của AMD. Nếu như anh em sử dụng những chiếc máy như MSI Bravo 15 hay Dell G5 SE thì chất lượng cho ra có sự khác biệt so với DirectX 12. Nếu như anh em là một người yêu thể loại game bắn súng nhưng lại muốn chơi cùng bạn bè thì tựa game thứ tư sẽ là một cái tên hết sức quen thuộc dành cho anh em game thủ, đó chính là Call of Duty Warzone. Never be the same. Call of Duty Warzone là một phần chơi spin-off của Call of Duty Modern Warfare do chùm hút máu Activision phát hành. Phần chơi này được xây dựng trên cấu trúc gameplay bắn súng sinh tồn phong cách Battle Royale, tương tự như PUBG hay là Apex Legends, nên sẽ không quá lạ lẫm cho anh em mới chơi. Trong khi các tựa game cùng thể loại trên đặt nặng các yếu tố nhặt trang bị và quản lý túi đồ, Call of Duty Warzone đã cố gắng giảm thiểu tầm quan trọng của hai tính năng này xuống mức tối đa. Anh em không còn phải bận tâm đến việc nhặt từng ống ngắm, hay thay thế linh kiện, lắp đầu nòng hay tìm kiếm băng đạn dung lượng lớn, bởi trò chơi đã hoàn toàn không cho phép thay thế chúng trong trận đấu. Đặc biệt hơn hết, Call of Duty Warzone hoàn toàn miễn phí và tải về cũng rất dễ dàng thông qua ứng dụng Battle.net. Link ứng dụng mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video cho anh em tải về. Và theo cảm quan cá nhân của mình, đây là một tựa game rất hay khi chơi cùng bạn bè. Đồ họa trong game có thể chưa xuất sắc với nhiều con mắt khó tính, nhưng bù lại, những chế độ chơi và cách chiến đấu trong game khá sáng tạo và lôi cuốn. Tuy trước đây tựa game đã gặp phải vấn nạn hack ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhưng ở thời điểm hiện tại, nhà phát hành đã cải thiện được những điểm này. Về cấu hình thì với một tựa game FPS cần tính chiến thuật đồng đội như tựa game này thì những pha tụt khung hình dẫn đến những sai lầm đáng tiếc là điều không ai mong muốn. Và vì vậy, tựa game này anh em nên cho mình một chiếc laptop có cấu hình i5 7300H hoặc Ryzen 5 tương đương cùng KGTX 1650 trở lên. Nếu anh em đang sở hữu cho mình màn hình tần số quét cao thì đó cũng là một lợi thế rất lớn với những tựa game bắn súng. Ngoài ra, Call of Duty Warzone cũng muốn rất nhiều RAM, cá biệt có những lúc ăn hơn 14GB RAM, nên anh em hãy trang bị ít nhất là 16GB RAM cho chiếc máy của mình. Và thể loại cuối cùng mình muốn giới thiệu cho anh em đó là thể loại game hành động chặt chém. Có thể nói so với những thể loại trên thì đây sẽ là một thể loại mà cho anh em xả stress rất là tốt. Và hai cái tên cuối cùng mình muốn giới thiệu cho anh em cũng là hai cái tên cực kỳ đình đám trong thời gian vừa qua. Và tựa game thứ 5 đó chính là Devil May Cry 5. Được ra mắt vào đúng mùng 8 tháng 3 năm 2019, Devil May Cry 5 là phiên bản thứ 5 trong series game đình đám cùng tên của nhà phát triển Nhật Bản Capcom. Nếu anh em là fan của tựa game này thì chắc hẳn sẽ hiểu cảm giác vỡ òa trong sung sướng khi vào 2017, Capcom đã công bố dự án Devil May Cry 5 sau 11 năm vắng bóng kể từ phiên bản thứ 4. Devil May Cry 5 vẫn luôn là một trong những series game hành động chặt chém được rất nhiều người yêu thích, cơ bản nhờ vào sự lối chơi đa dạng trong gameplay và khả năng kết hợp các chuỗi combo của các nhân vật để tích điểm stylish.
qua đó mô tả sự điên cuồng và đẹp mắt trong từng pha hành động. Ngoài ra, Devil May Cry 5 cũng sở hữu một câu chuyện đầy thú vị và được trải dài qua các phiên bản tiền nhiệm trước đó. Tuy cái kết có vẻ chưa làm hài lòng fan hâm mộ, nhưng không thể phủ nhận rằng Devil May Cry là một trong những series có câu chuyện hấp dẫn nhất trong làng game hiện nay. Và đối với mình, ở những tựa game chặt chém nói chung hay Devil May Cry nói riêng, thì đây chính là mảnh đất dụng võ của các thiết bị tay cầm cho phép tên Windows. Đồ họa trong game phải nói là cực kỳ chi tiết và bắt mắt, cảm giác chặt chém đã tay, nhất là trên các thiết bị tay cầm. Và ngoài một câu chuyện hấp dẫn, thì điểm sáng của tựa game này chính là ở yếu tố chặt chém tốc độ cao. Ở trong cùng một thể loại, phải nói rằng cũng khá tự ít tựa game mang lại những yếu tố khiến cho anh em phải băm nát cũng bàn phím hay chiếc tay cầm của mình. Bên cạnh đó, tựa game còn sở hữu tuyến nhân vật có khả năng cận chiến bá đạo và ngầu hết phần thiên hạ. Tất cả sẽ tạo nên một trải nghiệm giải trí cực kỳ đã tay và đã mắt trong những ngày nghỉ lễ. Về cấu hình thì mình đã thử trải nghiệm trên một cấu hình đời cũ như Core i7-4710HQ, KGTX860M thì kết quả cho ra cũng có thể nói là tạm chấp nhận được. Tuy nhiên, đến những bối cảnh có nhiều chi tiết thì thực sự mình cảm thấy cấu hình trên đã quá yếu để gánh vác tựa game này. Và hơn hết, cấu hình của Devil May Cry 5 yêu cầu CPU thấp nhưng lại đòi hỏi một GPU cao hơn hẳn. Vì vậy, để có thể trải nghiệm tốt nhất, anh em nên trang bị cho mình những chiếc máy có Core i5 chip H thế hệ thứ 9 hoặc Ryzen 5 tương đương, cùng KGTX 1650 trở lên như chiếc HP Pavilion 15 Gaming mình đã đề cập trước đó. Tựa game cuối cùng mình muốn giới thiệu cho anh em là một tựa game đã được giải Best Game of the Year 2019 và không ai khác đó chính là tựa game Sekiro Shadows Die Twice. Ra mắt vào đầu năm 2019 bởi nhà phát hành From Software, Sekiro Shadows Die Twice không có tiết tấu quá dồn dập hay chặt chém đã tay như đồng nghiệp Devil May Cry 5 ở trên. Game có nhiệt độ chiến đấu vừa phải và đòi hỏi người chơi phải rất cẩn trọng trong từng hành động. Nếu anh em là fan của dòng game Dark Souls hay là Bloodborne của From Software thì có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen với cơ chế chiến đấu trong tựa game này. Do cùng một nhà phát triển, cho nên tựa game cũng mang đến độ khó cực cao cũng như những tựa game Souls trước đó, khiến cho anh em game thủ sẽ phải ăn ngập hành trong vô vọng, ngay cả với những game thủ kỳ cựu nhất. Việc chết đi sống lại nhiều lần sẽ khiến anh em phải chơi đi chơi lại một màn chơi, hay nhiều nhất là ở những màn đánh boss càng làm cho cảm xúc không thể angry hơn. Tuy vậy không phải ngẫu nhiên mà tựa game này đạt giải thưởng danh giá mà mọi tựa game đều mong ước. Từ cốt truyện, gameplay, đồ họa, thiết kế màn chơi, những thử thách cùng bối cảnh Nhật Bản đầy hoa mỹ đã mang lại cho Sekiro Shadows Die Twice những đánh giá rất cao từ giới phê bình cũng như game thủ trên toàn thế giới. You'll learn to appreciate its worth. Với cá nhân mình thì đây là một tựa game xuất sắc về cốt truyện. Đồ họa thì theo cảm quan cá nhân có lẽ chưa thực sự xuất sắc. Tuy nhiên, về bối cảnh của game mang lại cho mình cảm giác rất gần gũi và quen thuộc với một bối cảnh Nhật Bản thời chiến quốc cuối thế kỷ 16. Và thứ khiến cho tựa game này ăn điểm trong mắt người hâm mộ lại đến từ chính cơ chế gameplay. Và điều này From Software đã làm cực kỳ tốt, mang lại cho mình cảm giác trải nghiệm như những phiên bản game Souls trước đây. Về cấu hình, là một tựa game 3A cực kỳ chất lượng, nhưng cấu hình của tựa game này cũng không phải là quá khủng khiếp. Với cấu hình như nhà phát triển công bố thì chúng ta có thể chơi được tựa game này ở chiếc laptop sử dụng Core i5, chip H thế hệ thứ 6, cùng các đồ họa GTX 1060 trở lên. Và với cấu hình trên thì anh em hoàn toàn có thể chơi mượt tựa game này ở 60fps. Trên đây là những tựa game offline có thể nói khá là nặng mà mình muốn chia sẻ với anh em để chơi trong những dịp Tết. Và ngoài ra anh em còn yêu cầu mình làm thêm những tựa game khác, nhưng bởi vì thời lượng video rất ngắn cho nên hẹn anh em ở những video khác. Và nếu như anh em có những câu hỏi nào về game thì hãy comment ở phía bình luận phía bên dưới. Và đừng quên like, subscribe cũng như chia sẻ cho channel của Laptop Z nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.